Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tại video này hôm nay Khang Audio sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại dây nguồn cho audio mà Khang Audio hy vọng rằng là đây là một trong những các cái dây nguồn mang lại rất nhiều giá trị cho các bạn về độ bền, về khả năng truyền dẫn, về chống nhiễu và về độ đẹp, về mỹ thuật. Ở trong video này có ba cái dây mà chúng tôi bán cho các bạn. Dây thứ nhất chúng tôi làm và bán cho các bạn là có nguồn gốc là cái dây của Thụy Sĩ, được Khang Audio làm, có cái cấu tạo là một cái vỏ khá là rắn cứng thì chúng tôi đã bỏ đi rồi, và chúng tôi để lại vanh đê bạc và lõi lõi rất là dày dặn đẹp, được cơ cấu ở trong một cái đầu jack của Nhật, và chúng tôi bán giá 1 triệu, dùng thử 7 ngày không ưng trả lại ở chúng tôi. Một loại dây thứ hai mà chúng tôi bán là dây của Hitachi. Chúng tôi sử dụng cái nguồn dây Hitachi này cũng ở trong các cái dự án lớn, người ta không dùng đến, người ta bán lại cho chúng tôi về để hoàn thiện cái dây nguồn cho các bạn. Dây này được sử dụng đầu jack của Flutech, và chính vì các yếu tố của dây, của jack và sự hoàn thiện mà giá nó thay đổi là 1.300.000. Bạn nào có nhu cầu mua cái đôi dây này thì cũng ship theo hình thức COD, không ưng trả lại cho chúng tôi thanh toán tiền cho các bạn 100%. Một loại dây thứ ba mà Khang Audio muốn mời các bạn đó chính là cái dây của hãng Hitachi, được Khang Audio làm bọc bằng một cái lớp áo giáp bên ngoài rất là đẹp, và sử dụng đầu jack của Acufei hoặc là đầu jack carbon như thế này. Chúng tôi bán cái bộ dây này chiều dài 2 mét với giá là 2 triệu đồng, và cấu tạo của nó đây các bạn, bên ngoài nó là lớp vanh đê chống nhiễu này, thì sau đó rồi đến các cái sợi dây nhỏ bọc nhựa teflon chống nhiễu ở trong. Vâng, thưa các bạn, bây giờ tôi chứng minh với các bạn là những cái dây này là dây rất là quý này, bởi vì thứ nhất là nó có cái vanh đê chống nhiễu này, thứ hai nó là nhựa teflon, nhựa này chống cháy và nhựa này không 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 nhiễu này các bạn này, đốt hồng cả cái dây này ra mà nhựa nó không cháy này, đốt hồng cả dây này mà nhựa không cháy này. Đấy, cái dây này cũng thế này các bạn này, cái dây này cũng thế này, đốt hồng ra này mà không cháy, đốt 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 lên thế này mà không cháy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cả phút đồng hồ không cháy, nó chỉ sun vào thôi. Vâng, thưa các bạn, trên đây là cái video mà chúng tôi muốn làm để giới thiệu với các bạn và để bán với các bạn ba loại dây nguồn chuyên cho audio chất lượng cao, và các bạn có quyền dùng thử trong thời gian 7 ngày, vui, ưng ý, chất lượng cao, thẩm mỹ đẹp, hợp lý cho cái hệ thống audio của mình, thì các bạn dùng thử 7 ngày không ưng trả lại cho chúng tôi sẽ hoàn cho các bạn 100% tiền. Chúng tôi mong muốn những cái sản phẩm của chúng tôi sẽ làm hài lòng các bạn về giá, về sự phục vụ, về chất lượng, và các bạn hoàn thiện cái cuộc chơi audio của mình bằng những các cái phụ kiện nhỏ bé này. Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.